Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Chào mọi người đi mọi người ơi. Hello mọi người. Dẹp quá chào các bạn ơi nha. Đây, thì ngày hôm nay Noob Team quay trở lại với những hòn đảo quen thuộc đây. Nhưng mà ngày hôm nay thề luôn là miền Bắc dạo này lạnh quá các bạn ơi. Đấy, thì có rất là nhiều các bạn là hỏi là anh ơi sao giọng anh khác thế, giọng anh bị gọi là nghe nó kiểu gì ý. Thực ra thì mình đang bị gọi là cúm các bạn ơi, bởi vì ngoài miền Bắc rất là lạnh. Thế nên là các bạn thông cảm nhé, chờ vài ngày nữa nó nắng lên thì mình lại gọi là trở lại bình thường. Đấy, còn ngày hôm nay thì chọn đảo đi mọi người. Đấy, để thông... Ê, đúng chọn kim cương nhé, đúng không chọn lapis đâu, lapis lởm lắm. Đấy, bắt đầu đâu bạn ơi. Trời ơi, lạnh đến mấy thì vẫn phải có clip cho các bạn chứ. Lạnh, bây giờ chả lẽ mình cứ đắp chăn ngủ không ra clip cho các bạn thì các bạn lại buồn. Đấy. Ui, thế nên là tự nhiên vừa vào chết luôn. Ui, vừa vào được quả găng tay của Google luôn các bạn ơi. À đấy, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia cái mini game đó là Program Lucky Block Best War. Đấy, các bạn nào chưa biết thì Program thì đây, nó có các cái chương trình gọi là Google Chrome như các thứ đây. Đấy, nhấp nháy đây. Rất là xịn sò. Vừa vào là tôi block mạng xã hội. Ơi, con đảo của Pixel đi mất rồi, đi mất cả ông đổi đồ rồi. Sao đập kiểu gì đây? Đập ra cái gì nổ hắt đi hết cả ông đổi đồ rồi. Ui. Cái gì đây? Thanh niên núp. Ui. Vừa thành vào. Thanh niên núp có fly rồi. Rồi, trong nhà thanh niên nào. Ui. Thề luôn chứ vừa vào. Trời núp không định kết liễu đâu ấy. Rồi, sao cho để lại mỗi người một mạng sống đi, còn mình đi phá giường nữa bạn ạ. Đấy nha. Đấy nha, núp vẫn để cho mỗi người một mạng sống nha. Núp đã phá hết tất cả giường mọi người rồi. Bây giờ mọi đây người này còn không đổi được ở chỗ cái ông gì này. Ông đổi đồ không đổi được. Ông đổi đồ chết rồi à? Thôi tìm cái khác đi. Đi, ông đi. Ấy đứng ở trong khóc rồi, ông ấy kẹp rồi. Thế thì phá đi. Thôi, mình cho mỗi người một mạng sống các bạn. Bây giờ mình sẽ đúng bắt rồi. Đầu lại đập tiếp. Đấy, để... Ui, ui. Ui. Qua được. Đúng rồi. Thế nhỉ. Ra đây. Cho cái nhà đi, qua đây cho anh chém một cái được không? Cho á. Không ai cứu. Ra nhà Zeno cứu. Cho á. Ui, bên nhà Zeno ông gì à? Cho á. Đây. Nhiều lắm. Ui, ui, đừng có bắn. Cho mình chúng tôi đấy. Ui, tính ra là vừa vào lúc nhận được quả găng tay Google nó kiểu như anh em họ hàng với cả găng tay Thanos này. Ui, nó xịn lắm rồi các bạn ạ. Còn đây là cái kiếm Google Photo 600 đâu. Thôi chắc là bánh có lẽ với... Zeno à đây. Đánh nhau ở trên này rồi. Ui, nhà của Zeno là có mấy cái thanh niên này à? Rồi đập ra Zeno đi luôn rồi. Ui, trời ơi, vương thế. Trời ơi, đây. Thôi chắc có lẽ rằng là mình chiến thắng game này rồi các bạn, no hope rồi. Ui. No. Vì virus à? À ui, mấy cái bọn chiến binh virus đi ghê lắm. Trời ơi. Rồi nên Pixel thì bắt bờ lắc mấy chúng tôi này. Bắt bờ lắc mấy chúng tôi này. Thôi, còn mỗi mình thôi. Chắc có lẽ rằng là mình sẽ kết thúc game đấu này rồi và qua game đấu thứ hai rồi các bạn ạ. Bịp quá mà. Ui, tôi bật tôi cho nổ hết cái khu này. Đấy, chúng ta sẽ đến với game đấu thứ hai các bạn. Thứ hai mọi người chọn đảo đây. Lapis. Ờ lần này kim cương. Cho đảo đây, thanh niên vay cho đảo đây. Ờ mọi người đảo nào rồi? Kim cương với lapis à? À đâu? Mình đảo kim cương rồi. À thế núp emerald đi. Emerald đi. Ok. Emerald. Ui tính ra kim cương hên thật các bạn ạ. Vừa vào cái là được luôn gọi là đồ xịn luôn. Ui giỏi rồi. Ui được cái gậy. Chứ 2 speed. Ui tôi được. Ui giời ơi. Vừa vào được full một set đồ của virus luôn bạn ơi. Ui. Cũng được full set đồ virus rồi. Ui. Ghê thật sự các bạn. Rồi luôn. Trời nhưng mà thôi tôi mặc bộ đồ này chắc là trời mình ơi, được khô héo luôn ạ. mình cởi ra quá. Mình lúc nào cần gấp thì mình mặc vào các bạn, bởi vì là lúc full máu nhìn khó lắm. Cái đồ nhìn ờ đúng rồi. Nhận. Nhìn nó full hết màn hình. À. Ui ôi, cắt rồi. Rồi, tôi chưa có vũ khí rồi, đâm ra cứ từ từ các bạn. Đấy, cái Lucky Block này toàn đồ VIP thôi. Cái gì đây? Creeper Door là cái gì đây? Cái này là hình nộm à? Ôi ôi, búp bê các bạn, hình nộm búp bê. À, chúng ta cứ từ từ thôi. Ui giời, thanh niên nào bị giết chết bởi cái gì đây? Hai Fox Around à? Đây chúng ta được cái quần quần photo này các bạn. Rồi, mấy cái ứng dụng ấy. Các bạn cứ hiểu cái này là đây là mấy cái ứng dụng được. Ui giời, có cái mũ virus này không hay. Ui, chết giờ rồi, tôi bị mù màu rồi các bạn. Giờ phải làm nào đây? Tối đen thù lùi luôn. Từ từ thôi. Không được. Tới tầm này chết giờ rồi. Á thế vẫn nhìn thấy, vẫn nhìn thấy đường. Ờ, vẫn nhìn thấy các bạn nhé. Ui. Đó. Không đặt được Lucky Block ở đây rồi.
cái gì đây? Đó, được một ai cái... Mà cái gì chết luôn, chết queo luôn rồi. Núp không biết nha, núp ngoài này vẫn sống này, núp được một cái áo meo. Biết nhau nha. Uầy, áo meo các bạn ạ, được, cái áo này được. Ơ Vành, Vành đã sang nhà mình rồi. Rồi luôn. Rồi luôn, thanh niên Vành qua bên kia rồi bạn. Uầy. Rồi luôn, tôi được cái mũ gì đây? Uầy, lại là cái mũ meo này, cái mũ này là cái cấp độ 2 của... Đây là mũ cốt các bạn ạ, kiểu như là hacker ấy. Gì đây? Uầy. Thanh niên Vành đã đi phá rồi à? Thanh niên Vành chưa có vũ khí mà đã chiến đấy cơ à? Có rồi. Uầy. Mà ta được một stack kim cương. Một stack kim cương luôn. Một stack và lock kim cương ấy. Uầy. Ấy ạ. Vê ạ, không sao. Zeno không sao, để núp bảo vệ. Rồi xong. Uầy. Ui tôi đi rồi. Nhà mất giường rồi, tôi đi luôn. Ờ đây là nhà của thanh niên Zeno mà. Rồi luôn đấy, bảo vệ đây. Đây nhà kim cương là nhà thanh niên Zeno và thanh niên Pixel ngáo à? Thì Pixel chết rồi, Pixel phải đi đánh nhau chứ. Rồi luôn. Đâu rồi? Ơ, đây là nhà kim cương này. À đâu? Ây. Rồi, thanh niên Vành chết luôn. Rồi luôn, mất hết rồi. Ơ, tôi được không? Núp tưởng là... À, vừa lấy là thanh niên Pixel sang đánh nhà thanh niên Vành. À đâu, thanh niên Pixel sang đánh nhà thanh niên Zeno và mình. Tưởng thanh niên Vành đang ở nhà thanh niên Zeno. Ui giỏi ơi, thôi Zeno đi đập nước đi. Núp cho mạng. Đánh nhá, Pixel đang đi kiếm Vành để Pixel đập Vành đấy. Rồi lỡ thế thì mất hết giường rồi. Ba tinh hiện này lại mất hết giường rồi. Thì Vành đã mất giường đâu. À Vành như mất giường à, thôi lỡ phá rồi. Đấy, rồi cho mỗi người còn một mạng các bạn nhá. À đây rồi. À sao? Có vũ khí khỏe rồi. À nhưng mà núp chết mất đồ mà, núp vừa lại giết mất đồ phải không? Ờ, bây giờ Vành trốn ở trong này. À thôi cậy đi, cứ đập đi, núp không tiêu diệt nữa. Ui giỏi ơi. Núp lại không tiêu diệt nữa các bạn nhỉ. À, lúc lại sẽ cởi cái giày ra không? Vừa lấy là mình đáng nhẽ mình không định tiêu diệt thanh niên Zeno đâu. Mình tưởng là thanh niên Vành đang xâm chiếm thanh niên Zeno. Thế là lúc tiêu diệt thanh niên Vành cơ. Thế hóa ra thanh niên Pixel bạn. Ây ạ. Ủa. Bị sét đánh á. Ờ, đảo lộn đồ. Hát được luôn đôi giày này. Đôi giày cái này gì đây? Fogger. Trời ơi. Mấy cái ứng dụng. Oh. À được hình nộm của bạn đây. Được búp bê. Ui. Cái này là level 3. Ờ, cái này là cái phần mềm Word các bạn, soạn thảo văn bản đấy. Đó, nói chung là ở trong cái này là toàn đồ xịn sò thôi, nó sẽ xếp theo cấp độ. Ui. Ha, cái kiếm Google Photo. Rồi ok. Nên mình sẽ ra đây xem tình. À, này đánh nhau không? À. Sao? Chạy. Đứng lên chỗ khác. Ta có sức mạnh của cái găng tay đây. Nhà mình sẽ mặc cái. Ơ sao nhà thanh niên lúc lại có cái con người gì đang ngồi. Người nào? Đấy là hình động. Rồi thanh niên rồi. Lão. Thanh niên nào qua nhà mình kìa. Ấy ai, chúng rồi kìa. Ui. Lão. À may quá chúng. Đấy, mình sẽ phải đứng đây bảo vệ các bạn ơi. Thanh niên Vành đang rình rập qua bên này để phá giường mình. Trời ơi, nhưng mà chắc là mình không chết đâu nếu mình mặc bộ đồ này các bạn. Thanh niên nào đây? Để nó góp vui vậy. À, góp vui. Góp vui. Được. Giường này rồi sao? Rồi, không tiêu diệt được. Thanh niên Zeno phá giường mình các bạn ơi. À, rồi các anh ơi, chỉ cần tiêu diệt núp là xong rồi. Đấy, qua đây khô máu này. À, chắc lẽ mình đập tiếp rồi. Thằng này sẽ đổ. Ui cái gì đây? Zeno mất giường rồi mà đúng không? Uầy. Núp cho một mạng nè, Zeno phá được. Ui giời, núp được quả thanh kiếm 2 cộng 2000 máu này. Ui giời ơi, thanh kiếm Google. Rồi. Ui giời ơi, cầm quả này vào 2000 máu các bạn ơi. Oh my. Virus tới đây. Virus này, virus này. Xong luôn. Ui. Quả chết thanh kiếm à? Này, thanh kiếm VIP nhất Legendary các bạn ơi. Ui. Đâu thanh niên Pixel có hết thôi. Đi tìm thanh niên Pixel kết liễu đi. Pixel đang Pixel chết rồi mà. Đâu. Ơ trên này. Bảo cho một mạng đi xâm chiếm vào không ấy à. Đứng đây làm gì? Vành kết liễu từ trước rồi. Kết liễu thì kết liễu. Đâu. Rồi đấm lên thôi này. Này, thế đi nào thử cầm cái kiếm này thử đánh nút xem nào. Ui thanh kiếm Legendary đấy. Thử nào, thử đánh nào. Ui. Ui. Ui đồ. Thanh kiếm đến mạnh ra man luôn đấy. Ui. Đúng kiểu. Ui. Rồi, mất hết đồ. Ai đây 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 đâu rồi. Ai ạ? Thanh niên đâu? Mặc đồ ạ. Ý thanh niên đi xeo cả. Ai chạy đâu? Tại lúc đấy thanh niên đấy. Mình vứt ra cái thanh kiếm ạ, khó chịu thật. Ui thanh niên nào đấy? Còn mỗi chân chạy. Các bạn thấy không? Thanh kiếm đấy rất là VIP cho dù là mình
mình cái set đồ virus nha là không thể phá vỡ các bạn đâu. Đọc cái chữ không thể phá vỡ không? Đó, vừa nãy thế mà cái thanh kiếm đấy chém tầm 3 cái vẫn chết các bạn, bởi vì VIP nhất mà. Đấy, ok thì chắc có lẽ rằng là mình chiến thắng 2 game rồi thì thôi chúng ta thôi cố làm nốt game thứ 3 đi để cho chúng ta để cho người khác có cơ hội để được bàn thắng danh dự các bạn nhé. Ok đấy. Thì mọi người cho đảo đi. Game đấu cuối cùng, game đấu danh dự cho thanh niên nào may mắn nhất. Cho rồi, chọn lá bít đi. À, lá bít vàng. Vàng tiếp. Lúc này em đâu? Kim cương. Cứ ngồi đi mà đập kim cương. Đây rồi. À, nhưng mà đập không được nhỉ? Trời ơi. Đập được đâu ra. Tào lao dùng tay đập kim cương, bạn ngáo thật sự ở sinh tồn bao lâu rồi. À, được cái mũ này. Tính ra là ui ôi, được cái mũ có fly luôn ạ. À. Nhưng mà thôi, chắc là game đấu này mình cũng không nên năng nổ quá các bạn, không nên đi ra ngoài rồi. Thanh niên nào xe sấm sét gây tật. Ui. Ui, mũ quá. Mất cả đồ. Bánh nha. Thì đây, à mới à gì? Mình có cái áo đẩy lùi rồi, không ai tiến lại gần. Ui giời ơi, tôi hàng đống. Từ nha, mày quá, có fly rồi luôn, hàng đống virus luôn. Ờ, đội quân virus. Không, núp có fly, núp có thể dụ được bọn này rất cổ đây các bạn. Lê, thông minh chưa? IQ Infinity chưa? Nhưng mà bọn này chém chúng mình là mình cũng đi ngủ mới run đấy. Ê, no. Xuống đây, ôi giời xuống đây. Ôi giời, xuống đây. Núp thì chém chúng được, quanh không chém được đâu. Ê, động. Mấy thằng này nó khôn đấy nhở. Đây. Một con nhện này. Mấy con nhện này. Rồi, còn 3 thằng nữa bạn ơi, mình dụ nó xuống đã. Nguy hiểm lắm bọn này, nó. Ê, đừng nhá, đừng chém nhá, đừng đánh tôi. Ai, ok, bình yên rồi bạn. Ôi trời, cái gì đây? Chỉ cần chém chúng một cái thôi là đi luôn. 10 viên kim cương. Đấy, có thể đây 10 viên kim cương. Ép cho 36% may mắn vào. Được đôi giày này. Ui, mình sẽ cố gắng đập được thanh kiếm Legendary như vừa nãy các bạn. Thanh kiếm này là bá chủ luôn đấy. Chấp mọi loại áo giáp luôn. Ui giời. Một gọi là một đống Lucky Block đấy. Driver à? À, cái này để gọi là lưu trữ này. Còn cái này là Window. Wow, Window. Cái gì đây? À, thanh niên nào? Bắn à? Trời ơi, bắn vào nhà. Bắn vỡ nhà mình luôn rồi. Thanh niên Zero chứ là thế nào, điệu cười. Lần này Zero làm bá chủ. Ui, 1090% attack đam. Rồi, ok, thôi, cho phá. Bá chủ này đi luôn. Bá chủ thế rồi. Gáy à? Gáy với chúng tôi à? Thái. Cái gì vậy? Sao nhiều như này? Ui, thanh niên này chạy ra bờ lóc này ghê vậy. Tất đấy, nhiên rồi, ghê rồi. Biến nhà núp thành hết cái khối này. Đánh video đến sáng mai nhá. Đánh. Ui. Đến sáng mai này. Oai oai. Gáy đâu? Cái tí nhờ. Gáy mới chúng tôi này. Sao thanh niên này? Đi luôn rồi, Zeno đi rồi. Zeno đi à? Ôi giời ơi. Gáy mới chúng tôi này. Rồi thanh niên ngắm nhà núp thanh niên video đánh lén. Hay lắm, không sao. Cảm ơn nhá. Ui. Thanh niên video đây các bạn thấy không? Thanh niên video có bộ đồ unbreaking này. Đấy, nhưng mà cái kiếm nó vẫn có thể giải quyết được vấn đề. Tuy rằng kiếm ui đây có thanh kiếm Window 10 này. Ui, thanh kiếm đấy này. Đó, nói chung là đồ chưa phải là VIP nhất đâu. Nói chung là phải đồ Legendary cơ, đồ Google ấy. Trời ơi, ui cái này lại còn 1090% down nữa bạn. Khê. Thanh niên nào tàng hình đây? Đâu ai? Anh à? Đâu ai tàng hình đâu ai? Cái gì đấm cái gì người ta? Video à? Thanh niên video. Video vẫn thanh niên video vừa nãy có cái đồ gì mà chạy ra block cái video? Đồ Google thì phải. Cái gì vậy? Quả đồ chạy ra block đây à? À, đây 1000% speed à? Đúng rồi. Không, làm gì phải. Thanh niên Zero đi ra. Vành chưa chết đâu, đừng coi. Vành đang đập Lucky Block ấy. Đấy, anh nhìn Vành mắc luôn ông này rồi. Mắc không lấy được rồi. Đâu rồi, để nó hộ nhá. Cho hộ tầm này mình cũng không cần chiến thắng các bạn. Ui. Rồi đấy, lấy đi. Okay. Mũ level 2 này. Không lấy được, đập block đằng sau nữa. Chết dở, tôi tự nhiên bị mất đống máu rồi. Thôi kệ đi. Nói chung là bây giờ chúng ta cần vũ khí các bạn ơi, vũ khí nó giải quyết vấn đề nhiều lắm. Cái cây gậy à? Thôi, cây gậy tôi tưởng. Rồi, không lấy được. Zeno sang nhà Bichel lấy cho vay. Xét đồ gì đấy? Cái gì đây? Xét đồ gì đây? Tớ mình thử mặc hết vào nào. Mặc hết vào. Cái này để lưu trữ mốt thì phải. Đây. Đấy. Vừa lấy chắc thanh niên Pixel cũng mặc được set đồ Google đâm ra phun máu à? Vừa lấy cũng phun máu rồi. Phun máu. Coi thường với chúng tôi. Ui, được cái cúp này. Ui giời.
Lại được cái gì đây? À, có thanh niên. Cái thanh niên diện lô này. À, dạ mà đã rồi. Ui, quả búa. Búa siêu khủng khiếp. 1600, cái này 1400 nhưng mà có sắc bén, thôi lấy búa đi. Ui, quả búa bé tí mà mạnh thế. Hu. Điều đi ơi ơi. Áo Google đây rồi. Rồi áo này này. Trời ơi, 1090% attack. Trời ơi, lại toàn tăng. À, Zeno này sao đi bắn nhà Vixel á? Ờ, không phải Zeno, không phải thanh niên vanh kìa. Thanh niên vanh bắn nhá. Thanh niên vanh. Ui, thanh niên vanh có cái găng tay vừa nãy của noob này. Ờ, à, đây găng tay noob có mà. Đấy. Ui, trận này có vẻ căng thẳng toàn đồ VIP luôn ấy. Không sao, kiếm vẫn là VIP nhất, kiếm legendary ấy, găng tay không ăn thua đâu. À, luôn thanh niên Vixel vừa nãy đánh lén Zeno nhá. Đánh lén cái gì? Tay ra mà. Đánh còn gì nữa? Đang ngắm ngắm nhà núp về. Có bánh mì này. Cái này là gì đây? Boy linh ta linh tinh các bạn đây. Ui trời ơi. Mày láo này. Tôi cần cái vũ khí các bạn ơi, tôi cần một cái kiếm, cái kiếm như vừa nãy. Kiếm gì đây? Ui kiếm Gmail làm gì? Ui kiếm Langen. Ờ à, thanh niên có, thanh niên vanh có rồi. Chiều thế đấy. Chiều thế đấy. Kiếm này ghê lắm, kiếm này bá chủ luôn đấy. Một mình chấp hết luôn. Mà có. Đó, có sao? Đâu mà có. Nhưng mà tỷ lệ ui đây là. À cái này là Firefox các bạn ơi. Cái này là cũng một cái ứng dụng lướt web. Rồi chúng ta được cái áo đó, mấy cái áo này là con luôn này. Lại là áo ạ. Cái gì đây? Cái này là cái kiếm hình như là soạn thảo văn bản thì phải. Ui trời ơi, 2500 máu. Ui tầm xa này, tấn công này, phải knockback này. Được, cái này được các bạn. Nhưng mà không xin bằng Legendary. Này, nguyên rủa cho nổ ra cái gì chết này. Còn đâu, tàu lao, tuổi gì. Ơ sao thanh niên, mấy thanh niên có cái để đi ra bờ lóc thôi, anh không có nhỉ? Nó không thấy mà, nó vừa lên cũng có đâu, thanh niên Pixel thôi. Đồ Google, đồ Google. Mỗi thanh niên Pixel có à? Google Ranking, sẽ ra được cái đó. Lugo Langking nhá. Lugo là cái quần què gì? Là cái quần què gì ông ơi? Lugo là cái gì? Ui tính ra cái đấy là nó có thể là giúp mình kể cho dù lớp bedrock là cũng chấp hết luôn đấy. Có xem nào. Ui mũ này. Chúng ta đây, nếu mà không được đồ Google thì chúng ta có thể chọn cái này này. Đó, cái này là level 3 đấy. Ờ knockback này, đề kháng knockback ạ. Ui trời nhưng mà không ăn thua lắm nhỉ. Không biết là có xịn hơn không các bạn ạ. Đừng không ăn gì. Ui chết rồi, bị cái thuốc đấy rồi. Thiếm thuốc à? Đảo lộn rồi. Thanh niên nó ném thuốc rồi chơi ác vậy. Bị cái đảo lộn rồi, Vanh tự bóp mình rồi. Vanh đâu để Pixel giải thoát cho Vanh cho. Cứ uống linh ta linh tinh đi. Ui ở nhà mình sẽ phải lấy. Ui HDD có găng tay virus này. Virus là một cái gọi là gì đó rất là đáng sợ các bạn. Khi chúng ta mà không may để nó xâm nhập vào máy tính của chúng ta là sẽ đi bụi luôn đấy. Không nên. Đang bị đảo luôn, đi khó chịu quá. Rồi, chết đánh nhân vanh này, chết đánh nhân vanh này. Ai đánh đấy? Ui. Ui. Không chết được. Super hero. Ui boy. Hỏi 9600% protect dam. Ui 16000% attack dam. Ui giời ơi, mình là siêu nhân luôn. Ôi giời. Mình đang phải đi đảo lộn này. Khó chịu quá, ai ra kết liễu đi. Ăn xong quả này mình làm siêu nhân luôn bạn. Ờ chờ lúc xíu để lúc kết liễu cho. Ui. Ui thề trận này kịch tính hay mà thằng như Pixel giết lên nó trước. Ui ui trời ơi. Ai để ra con quái đây? Đây lúc để lúc tiêu diệt bọn này đã. Lúc tiêu diệt bọn này đã các bạn đây. Lúc đang bị bước. Ui. Mày tuổi gì? Thôi chắc có lẽ là mình sẽ đi xâm chiếm với bạn này cả đi. Đâu. Thích đánh nhau phải không? Thích đánh nhau phải không? Đâu. Thế đã. Ui ui. Cái này là vừa lấy thanh niên núp phải chấp Vanh bắn trước 3 phát. Không, bởi không vì chấp. Là Vanh Vanh bị đảo lộn. Rồi, nhà này nhà đâu, nhà thanh niên đâu hết nhỉ? Nhà thanh niên nào ấy cũng lủng hết giường mà mấy thanh niên lủng hết giường rồi phải không? Ừ. Ôi giời ơi, thì tính ra còn mỗi thanh niên nào cũng có một mạng thôi. Rồi đi tìm. Chắc có kiếm thanh kiếm leng gần rồi. Ui. Thanh niên Pixel vẫn còn đầu Google đi chạy lăng quăng ở đây luôn ạ. À. Đi tìm à, luôn. Con bé quay làm sao? Bé. Con bé. Sao? Làm sao? Đứng yên một chỗ solo đi, chạy làm cái gì? Nào, đứng đây. Đấy, xuống tới đây, sao phải chạy? Trời đây. Ơi. Sao phải chạy? Hẹn nhau cả đây. Thế nên không xuống được sao ấy?
đấy. À, thanh niên không xuống được các bạn ơi. Ngồi anh xuống. Nhầm đi này. À, rồi ngồi xuống đây. Thanh niên tháo bộ đồ ra. Đá xuống đây. Đúng, đứng ở dưới này đây. Rồi thanh niên đâu rồi? Chạy mất dép rồi. Đứng ở dưới này. Đứng đây chỗ đập Lucky Block ấy. Đâu? Chỗ Bedrock đâu? Đây đến đây đâu vậy? Trời ơi, ngồi xuống. Rồi, xuống đây đánh nhau. Khô máu luôn. Ôi giời ơi. Tưởng thế nào? Tưởng thế nào đánh một cái cũng chết các bạn ạ. Ui, thanh kiếm này, bởi vì thanh kiếm này tăng nhiều lắm mà, cả cái toy mình đang sở hữu nữa mà. Rồi, đi tìm thanh niên Vanh thôi. Vanh đâu nhở? Còn mấy giây nữa là hết đảo lộn rồi. À. Ấy đây rồi, hết đâu? Đảo lộn rồi. Hết rồi vào. Đang ở trên trời đây. Nó đang ở trên trời. Thấy bay bay rồi. À. Rồi, luôn bắn đi, cho bắn đi, bắn đi. Ui sợ quá. Này chém gái chết rồi. Ôi bắn cái gì đây? Bắn cái gì đây? Bắn cái gì đây? Ui chém không chết kìa. Ui da. Ê, chém không chết kìa. Chém không chết. Ai à, ghê đây. Không chết này. Ôi sao thanh niên này có bộ đồ gì ghê đây? Bộ đồ ui. À giờ Vanh mới xem. À, bộ đồ của Vanh cũng đang gần đấy sao ấy. Ui, bộ một set đồ Google thôi à? Đâu, thử. Núp đang dùng cái ấy đúng tôi đứng ra đây ạ. À đây đây, xuống ra. Cái kiếm Legend đúng không? Không, núp kiếm ấy là kiếm Legend nhưng mà của đúng không? Của soạn thảo văn bản. Đây không chết à. Đấy chưa? Rồi. Nè, cho núp mặc thử Vanh đánh xong lại bả điêu. Đâu, đổi đây. Hay là do Vanh đang đeo găng tay nhỉ? Không, găng tay liên quan gì? Đâu, ui. À, không. Đây là một set đồ rất là xịn sò. Ơ, nhưng mà tính ra là vừa đấy. Thế mà, đâu rồi, quần đâu rồi? Đâu, cái quần giày nữa. Đôi giày này. Ui, đồ này cũng có cái gì đặc biệt đâu. Ờ ha, ui. Đặc biệt, đấy, à, mà... không giết chết được. Rồi, nếu mà chúng ta mà dùng một set đồ ấy thì là tỷ lệ chết ui, rất là thấp. Rồi, thì tự chết rồi. Ui, được cái nhờ. Rồi, ơi, nhưng mà không, tính ra là vẫn hòa bạn. Núp cũng không thể nào mà chết được mà, bởi vì núp cũng có set đồ mà. Ok thì có lẽ rằng là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay chúng ta đã có rất là nhiều những cái món đồ VIP ở cái Lucky Block này. Đấy, cái cuộc chiến nói chung là VIP mà. Thế đâm ra là diễn ra rất là nhanh chóng các bạn ạ. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Núp nha. Và đừng quên qua kênh của Zeno Vanh Pixel ấn đăng ký hộ mọi người nha. Và đừng quên comment kế bạn phía dưới. Nhớ like nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye.